Bando Trend, Khoa Bất Phương Phạm nối lại tình xưa, sáng tay áo làm phục vụ ở nhà hàng triệu đô. Vui vẻ chúc mừng đàn em như chưa từng có cuộc chia ly. Hiện tại là giờ mấy giờ ta? Giờ chắc 8 giờ rưỡi, 9 giờ rồi. Chưa về đúng hả? Từng là đôi bạn thân chí cốt, thế nhưng Khoa Bất và Phương Phạm bất ngờ dính tin đồn rạn nứt trở mặt vào đầu năm 2022. Sau đó họ không còn nhắc tới đối phương trên các phương tiện truyền thông, đồng thời cả hai cũng xóa sạch hình ảnh liên quan tới nhau. Cũng kể từ đó, dân tình đinh ninh rằng đôi bạn này chính thức tan vỡ. Cộng đồng mạng cho rằng cả hai đã cạch mặt nhau. Khi Khoa Bất khai trương nhà hàng lẩu 23 tỷ tại Mỹ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi Phương Phạm cũng có mặt ở ngày đặc biệt của đàn em. Thậm chí anh còn gửi hoa chúc mừng, kèm theo là dòng chữ Phương Phạm chúc mừng khai trương Hồng Phát Khoa Bất. Điều này khiến dân tình bất ngờ, nhiều người hâm mộ cả hai mừng thầm vì Khoa Bất và Phương Phạm đã có thể nối lại tình xưa. Không chỉ đến chúc mừng, ở một số hình ảnh mà khách hàng đến nhà hàng Khoa Bất dùng bữa ghi lại, Phương Phạm xuất hiện với vai trò vô cùng đặc biệt. Triệu phú đô la không chỉ đến ăn uống, anh còn đảm nhiệm vai trò phục vụ, đẩy bàn mang nồi lẩu cho khách. Nam doanh nhân còn sẵn sàng thu dọn bát đĩa như một nhân viên chính hiệu. Dù có mặt ở quán, thế nhưng nhiều người thắc mắc là chưa thấy khoảnh khắc nào cả hai đứng chung khung hình, và nam YouTuber cũng không nhắc tới sự xuất hiện của Phương Phạm trên kênh của mình. Trong khi Khoa Bất mãi tiếp khách, bắt tài fan, thì nam doanh nhân chỉ đứng từ xa quan sát. Nổi tiếng là YouTuber thường xuyên chơi trội, nhiều lần Khoa Bất khiến người xem sốc với độ chịu chi của mình. Trong đó phải kể đến dự án nhà hàng lẩu hơn 23 tỷ đồng mà anh công bố vào tháng 9 năm 2022. Sau câu chuyện kéo chân để cao 1m8, Khoa Bất tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ về dự án mở nhà hàng lẩu tại Mỹ. Cụ thể, anh chàng người Mỹ gốc Việt khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải thông tin tuyển dụng, theo đó mức lương thấp nhất dành cho vị trí nhặt rau rửa bát là 1,2 tỷ một năm. Đặc biệt nhất phải kể đến nồi lẩu đặt âm bàn hiện đại với cơ chế hút khói ngược xuống đáy bàn. Chưa hết, theo lời giới thiệu của Khoa Bất thì các viên nồi lẩu và viên bàn lẩu đều được bọc vàng để hợp mệnh. Trong vlog của mình, Khoa Bất tiết lộ bản thân đã phải trả 13.000 USD một tháng tiền mặt bằng, tương đương hơn 300 triệu đồng, cộng với tiền mua nhà hàng ban đầu là 250.000 USD, hơn 6 tỷ đồng. Chưa tính trang thiết bị và nội thất thì nam YouTuber đã chi hơn 23 tỷ đồng, thậm chí anh còn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bằng hàng nghìn đô. Trước đó, tháng 11 năm 2021, Khoa Bất cùng Phương Phạm từng tuyên bố sẽ bắt tay đầu tư hơn 1 triệu USD, khoảng hơn 20 tỷ đồng, mở nhà hàng lớn tại Houston, Texas, Mỹ. Bạn đi một thời gian, người ta không còn nghe thấy anh nói về dự án này nữa. Cụ thể, Khoa Bất từng nhận nhiều sự quan tâm khi chia sẻ dự án mở nhà hàng lẩu cùng người anh em Phương Phạm. Sau sự kiện tình cảm anh em rạn nứt, phi vụ nhà hàng lẩu triệu đô của chàng trai gốc Việt từng vướng tin đồn bốc hơi. Tuy nhiên, nam YouTuber khẳng định là dự án vẫn hoạt động và luôn được rất tiền mỗi tháng để duy trì. Được biết trước đó, Phương Phạm và Khoa Bất cực kỳ thân thiết, họ không chỉ hợp tác trong làm ăn mà còn thường xuyên đi du lịch khắp mọi nơi. Đồng thời, chính nam doanh nhân cũng từng thừa nhận bản thân có thể nổi tiếng là nhờ sự xuất hiện trên kênh của đàn em. Anh từng chia sẻ rằng đây là thông tin chính xác, hồi nào đến giờ mình chỉ làm thôi chứ không để ý nhiều. Sau này khi Khoa sang Mỹ thì mình có liên hệ với bạn ấy đến chơi, review trang trại của Phương, và điều này làm cuộc sống của Phương hơi đảo lộn. Phương Phạm được nhiều người ưu ái gọi là triệu phú đô la. Nam doanh nhân nổi lên khi xuất hiện chung một clip cùng Khoa Bất và trở thành một mảnh ghép của bộ ba doanh nhân Khoa Bất, Phương Phạm, Sunny Đặng. Sau loạt ồn ào về chuyện tình bạn rạn nứt, chàng trai 9X đã có những chia sẻ về người anh em từng thân thiết. Nói về mối quan hệ của cả hai, Phương Phạm cho biết bản thân chỉ muốn yên ổn làm ăn, trong khi Khoa Bất lại là một người khá nổi tiếng, bởi vậy anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Dân tình có thể thấy rằng mối quan hệ của Khoa Bất và Phương Phạm khá phức tạp, bởi lẽ từ thân thiết họ bỗng nhiên xa lánh rồi mất hoàn toàn sự liên quan trên mạng xã hội. Thế nhưng người hâm mộ của cả hai có thể yên tâm, bởi đôi khi tình bạn giận dỗi nhau một thời gian nhưng sau cuối lại quay về như chưa hề có cuộc chia ly.